Biết sao? Con không độn. Đúng rồi, con đâu có độn đâu. Má Hoàng mất chân. Ủa mày còn chân để mày mất hả Hoàng? Lên. Dọn lại đi má, mà dọn lại gì? Only you đồ. Bức tường đồ. Sao biết người ta bức tường? Sao biết người ta bức tường mà để bức tường? Tình chỉnh như cái cam nó ảo rồi, ra luôn không còn thấy được. Yeah.
kiểu nhắn để nằm xuống khi dài chậm chậm người lên số 12 mà đêm bao phủ khói bay lạnh giá vì từ từ đã vung ai điều dư không theo nhịp loa khắp phòng hương thơm một mùi hoa được tình yêu mà chắc anh có biết là em sẽ viết một bài ca và ngày mong manh như ta đang mùi thơm làm em thì mơ mà vẫn còn hơi ấm lúc cầm tay đắm chìm trong men lấy rượu say anh chẳng lắm nói xuyên qua cửa sổ phủ lên trên trời vì long lanh có tình vì để đắm đồ rơi thấy nhìn đẹp như thiên trong trăng. Phong vẫn chưa biết người đè Phong là ai ngập ngừng Phong mở mất dùm ca bờ môi thì thầm vào tay ca nhẹ nhẹ theo từng chiếc khô kia thở dụng bàn tay anh đặt vào đâu bỗng nhiên phần dưới Phong căng thẳng đâu đó khắp phòng quần nghe tiếng thở của ca vang lên văng 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 một người em nắm trong bàn tay chiếc giường bóng mát thì lần may em nghĩ rằng chắc anh đã biết ai là người đã khiến anh như vậy. Ông đi theo gái á, ông kêu té. Thôi giờ ao nha. Ao nha, quỷ kia nó lên. Chúng ta nó chửi mà. Con hiền quá. Tôi hiền quá mà. Nó chửi kìa. Nó chửi. Vậy còn thương còn đuổi quỷ thôi bye bye mọi người nha bye bye từ trên dưới từ dưới lên trên luôn nè bye bye hết luôn nè không ai chào tôi chừng nhiều mai tiễn tôi đi hết trơn nha không có tại vãi ơ nghỉ. Tôi nghĩ gì hết luôn nha mọi người vừa lắm đồ quỷ